بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد trước tiên cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta cái một buổi như thế này, nhưng không phải tại cái nơi như thế này nữa, mà cầu xin Ngài tập hợp chúng ta như thế này tại cái nơi mà Ngài chuẩn bị sẵn dành cho những người Muttaqin, những người Mu'minin, những người tin tưởng nơi Ngài, đó là thiên đàng vĩnh cửu của nơi Ngài. Thì cầu xin Allah ta'ala ban cái rahmat, là cái lòng thương xót, là cái sự xí xóa nhân từ quán đại của Ngài xuống cho tất cả chúng ta nghe được cái điều này, và chúng ta tập trung lại đây không vì cái mục đích gì hết. Tất cả tin rằng là chúng ta đến đây buổi hôm nay không để được cái bất cứ gì cả, không vì một cái bánh, không vì một cái chai nước, không vì cái gì, mà chúng ta đến đây để gì được Allah Subhanahu wa ta'ala hài lòng, đến đây để gì được nghe được những gì mà của Allah Subhanahu wa ta'ala đưa xuống cho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì cầu xin Allah Ta'ala hãy rộng hơn nữa cái rahmat của Ngài đến cho chúng ta, và cầu xin Ngài hãy tha thứ chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này, những gì mà chúng ta đã trước đây nó đã lỡ lầm sai phạm và đã sai sót, cho Ngài hãy tha thứ hết tất cả, bởi vì Ngài là đấng rộng lượng và khoan dung. Amen giờ đó. Thì cái chủ đề hôm nay muốn gửi đến chúng ta đó là cái chủ đề là hy vọng rằng những cái tai nạn của chúng ta gặp phải nó là cái điều tốt. Thì đó là một cái chủ đề nó rất là lớn, nhưng mà sẽ gì gói gọn lại với khả năng có thể là về một vài cái hadith và một vài câu chuyện, những câu chuyện về thời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, những câu chuyện xảy ra vào thời đại của chúng ta, và nó cũng liên quan vấn đề là gì, mong rằng gì những cái điều mà xấu mà chúng ta cho rằng nó xấu đó, nó là điều tốt đối với chúng ta. Thì chúng ta hầu như già trẻ hay là lớn nhỏ, chúng ta từng gặp những cái điều chúng ta không thích rất nhiều. Chúng ta gặp nó, chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ ghét bỏ cái điều đó, hay chúng đừng giận dữ cái điều đó, mà chúng ta hãy nghĩ về cái mặt tiêu cực của nó, và chúng ta hãy nói rằng là gì, mong rằng đó là điều tốt cho chúng ta. Đúng rồi, chúng ta nghĩ về cái mặt tích cực đó là gì, đó là cái mặt, đó là cái điều tốt cho chúng ta, đó là điều tốt chúng ta, thật sự đó là điều tốt. Những gì Allah lựa chúng ta nó hoàn toàn tốt nhất, bởi chúng ta không biết nó tốt như thế nào. Cho dù chúng ta thấy trước mặt nó là xấu, nhưng thật sự nó là tốt đối với chúng ta. Nhưng mà tốt như thế nào rồi chúng ta sẽ thấy nó. Thì sau đây chúng ta sẽ nghe những cái câu kinh, những cái hadith và những câu chuyện xảy ra thật, dẫn chứng cho những điều chúng ta vừa nghe khi đó nó là thật. Tất cả những gì cho dù nó có xấu như thế nào, nhưng chúng ta hãy biết rằng nó là tốt đối với chúng ta, tại vì Allah đã lựa cho chúng ta. Kể cả những điều chúng ta ghét nhất, nó vẫn tốt cho chúng ta. Vậy như thế nào? Thì trước tiên chúng ta sẽ nghe về câu kinh mà Allah Subhanahu wa ta'ala phán. Thì câu kinh này hồi nãy Tuấn Usman cũng có nhắc đến, đó là fa'asa an takrahu shay'a fa wa yaj'ala Allahu fi khairan katira. E rằng, hay là có lẽ rằng cái gì điều mà các ngươi ghét bỏ nó, biết đâu được Allah sẽ cho nó tốt đẹp rất nhiều đối với các ngươi. Nhiều không thể. Có những điều mà chúng ta không thích nó, nhưng cuối cùng nó lại rất tốt cho chúng ta. Một cái thí dụ, có những người con đó, ngay còn nhỏ cha mẹ rất ghét nó, không thích nó, hoặc là để thừa nó, bảo thừa, để thừa rằng, cho khi đó là con ruột, để thừa rằng là gì, tại mày từ khi sanh ra mày gia đình nó như thế này, như thế này, như thế này, cho rằng tại đứa trẻ đó nó mới như thế này. Và ngược lại yêu thương cái người anh hoặc cái người em của nó dưới hết mực thương kiều, do tin rằng là gì, sanh được cái đứa trẻ này đã giàu có lên. Nhưng đến khi ở cuối, tức là tuổi già xế chiều đó, cái sự hiếu thảo không nằm ở đứa con thương yêu, mà lại nằm ở đứa con ghét bỏ. Đó là sự thật, đó là có thật. Thì mong là gì, Allah ta phán là gì, ta e rằng cái điều mà các ngươi ghét bỏ nó đó, nó sẽ được Allah ban cho những điều tốt đẹp trong đó rất nhiều, nhiều vô cùng. Đó là câu kinh thứ nhất. Câu kinh thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala phán وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ta e rằng cái điều mà các ngươi ghét nó đó, nó lại là điều tốt cho các ngươi. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Và ta e rằng điều mà các ngươi yêu thương đó, nó lại là điều xấu đó với các ngươi.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mà đấng biết tất cả, còn các ngươi không biết gì cả. Allah mà biết hết tất cả, các ngươi không biết gì cả. Thì cái câu chuyện hồi nãy đó nó cũng như vậy. Ban đầu chúng ta ghét, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ được đứa hạnh phúc. Có rất nhiều người cảm thấy rất là hối hận vì mình đã đối xử không tốt đối với đứa con này, và cảm thấy rất là tức. Tại sao mình lại đối từ sơ gì tốt với đứa con này? Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đứa con nào mình thương nó sẽ là hiếu khi chúng ta về già, chưa chắc. Và cũng đừng nghĩ rằng đứa con mình ghét nó sẽ bất hiếu khi chúng ta về già, cũng không thể, cũng chưa chắc. Về cái hadith thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam có kể lại là do Imam Ahmad kể lại, do một người sahaba tên là Suhaib. Ông ta cùng một lần Nabi sallam đang ngồi cùng thì Nabi sallam bật cười. Gì bật cười? Thì mọi người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mọi người không dám hỏi. Thì Nabi sallam hỏi: tại sao các ngươi không hỏi ta, tại sao ta lại cười? Thì mọi người mà hỏi: thưa thượng sứ Allah, tại sao người cười? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói rằng: ajibtu li amrin mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana lahu khair. Là gì? Nabi sallam nói rằng ta ngạc nhiên đối với cái việc làm của những người mu'min. Nabi ngạc nhiên đối với việc làm mu'min nên là bị bật cười. Đó là khi mà cái người mu'min á, họ được cái gì mà họ thích á, tức là họ được Allah ta'ala ban cho những gì mà họ yêu thích á, thì họ lại cảm ơn Allah subhanahu wa ta'ala, nói alhamdulillah. Thì đó là điều tốt dành cho họ. Và Nabi nói tiếp là gì? Wa in asabahu ma yakrahu fa sabar kana lahu khair. Còn khi mà họ gặp phải những điều mà họ ghét á, những cái nạn kiếp, mất mát, những cái bệnh tật, những cái đau khổ hay những cái buồn rầu, họ gặp phải những cái điều đó thì họ chịu đựng. Họ không than. Chúng Islam chúng ta không phải là cấm chúng ta than. Islam cho phép chúng ta than. Nabi Ayyub Yaqub alayhi salam đã than. Nabi Yaqub đã than rất là nhiều. Nhưng than với ai? Nabi Yaqub nói rằng gì? Ta không than với các con. Ta không than với con người, mà ta than với Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta đã đem những cái khó khăn của chúng ta đó, những cái chúng ta gì rất là khó chịu, những cái buồn tẻ, những cái đau khổ, những cái tâm tư chúng ta đó, hãy than với Allah subhanahu wa ta'ala vào ban đêm. Hãy đem chút hết với Allah subhanahu wa ta'ala vào ban đêm. Sau khi chúng ta hành lễ salat xong, lại Allah bày tôi như thế này, kể hết cho Allah subhanahu wa ta'ala. Không phải Allah không biết, Allah thừa biết, nhưng Allah muốn chúng ta kể cho người nghe. Để gì? Để Ngài sẽ ban cho chúng ta cái điều tốt đẹp hơn. Còn nếu chúng ta than với con người mà những người không giúp được chúng ta, đôi khi nó lại một cái mặt xấu, họ sẽ đem ra phơi bày những cái điều xấu đối với những người khác, thì chúng ta lại là những người mắc cỡ. Thì Ya'qub alayhi salam mất con là Binyamin Yusuf, sau đó mất luôn đứa con Binyamin và mất luôn đứa con gây trai trưởng. Và ông ta khóc vì ba đứa con nó đến mù lòa. Và các con còn lại mới nói: này cha, sao cha nhớ chuyện cũ mà cha khóc mãi? Thì Nabi Ya'qub mới nói: ta không than với các con, mà ta than với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là để cách để chúng ta than, đó là nơi để chúng ta gửi cái lòng tâm sự. Và thì Nabi sallam nói: wa laysa kullu ahadin amruhu kulluhu lahu khair illa al-mu'min. Và cái việc làm á, không phải tất cả mọi người Muslim đều được như vậy. Tức là gì? Không phải tất cả những người Muslim đều cái việc làm của họ đều tốt đẹp. Giống như chúng ta nghe khi nãy, khi mà được chuyện tốt thì alhamdulillah, khi mà được chuyện xấu thì họ khơi gì kiên nhẫn. Chỉ có người mu'min mới được điều đó. Tức là chỉ có những người cái nào cái niềm tin của họ thật sự treo nơi Allah subhanahu wa ta'ala thì họ mới được có những cái điều đó. Đôi khi là gì? Học biết, nghe chúng ta là gì? Hiểu. Nhưng khi đụng chuyện chúng ta lại giật mình, chúng ta lại cảm thấy bực bội. Có một vị sahaba nữ, trong một lần con của bà ta bị chết, bà ta ngồi bà ta khóc rất là nhiều, bà ta khóc, bà ta gào thét. Thì Nabi sallam đi ngang rồi bà ta, thì Nabi mới nói: Này người phụ nữ của Allah, này người nô lệ của Allah, cô hãy kiên nhẫn đi. Thì bà ta sẽ ngang quát nó, bà ta không biết đó là Nabi nói: ông mà biết cái gì, đây là con của tôi chết, không phải là con của ông. Thì Nabi nói vậy, Nabi bỏ đi. Thì cái người sahaba mới nói: tại sao bà lắm nói như vậy, đó chính là Nabi. Thì bà ta hết hồn, bà ta mới chạy lại nhà của Nabi Salam để mà xin lỗi Nabi Salam. Thì Nabi nói: cái sự kiên nhẫn á, nó nằm ở lần đầu tiên.
Tức là gì? Khi chúng ta gặp nạn, kiên nhẫn hay là không kiên nhẫn là ngay cái lúc đầu tiên chúng ta gặp nạn đó. Khi chúng ta gặp phải một cái điều chúng ta không thích, chúng ta chịu đựng lại, hay nói alhamdulillah, thì lúc đó mới gọi là kiên nhẫn. Còn nếu như ngay lúc đó chúng ta gào thế, chúng ta làng, sau đó chúng ta trở lại kiên nhẫn, thì đó không phải là kiên nhẫn. Giống như Sahaba đó, Nabi nói lần kiên nhẫn là ở lần đầu tiên, tức là gặp phải sự cố khó chịu thì chúng ta cảm thấy phải nén lòng lại, thì đó mới gọi là kiên nhẫn, đó mới gọi là chịu đựng. Còn nếu như khi chúng ta gào thế, chúng ta la làng, rồi sau đó một vài phút nào phút chúng ta mới chịu đựng lại, thì đó không phải là kiên nhẫn. Nói gì? Lên nói tiếng Việt, lên nói mọi người hiểu hết không ạ? Mình hiểu hết tiếng gì mà nãy giờ trước này Linh Yusman nói có hiểu hết không ạ? Ví dụ có từ nào không hiểu á, hay là nói nhanh á, thì cứ thì nhắc lại để mà giải thích lại. Mong rằng là gì, chúng ta về chúng ta ai cũng hiểu hết, chứ đừng có là người hiểu người không hiểu. Rồi cái hadith thứ hai vậy. Thì trong một lần Nabi sallallahu alaihi wa sallam ngồi cùng tập thể, tại vì cùng ngồi cùng xoa bạch thế này nè, thì có một người đàn ông ngồi trước mặt Nabi. Ông ta thường hay ngồi trước mặt Nabi. Ông ta đi thông thường đi dắt hai đứa con. Đứa con nó còn nhỏ, đứa con nó rất là kháo khỉnh và nó không chịu ngồi yên một chỗ. Nó thường hay chạy sau lưng, nó giỡn cái sau lưng ông ta đó. Thì ông ta mới bắt đứa con để trước mặt. Thì để trước mặt rồi lát cái nó lại chạy vòng vòng, chạy sau lưng nó giỡn sau lưng nó, thì ông ta bắt cái lại trước mặt. Thì cứ như thế. Thì mỗi lần đến ngồi trước mặt Nabi là Nabi Sallam để ý ông ta vậy. Thì trong một lần nọ Nabi không thấy ông ta đến, thì Nabi mới hỏi chứ này mọi người có thấy cái người đàn ông đó. Thì Nabi nói về cái người đàn ông đó, thì mọi người mới nói rằng con ông ta đã chết. Thì một cái điều mà hầu như chắc chắn là không một cha mẹ nào muốn xảy ra. Họ có thể hy sinh tất cả, hy sinh sức khỏe, hy sinh tài sản, thậm chí bán không còn cái gì để có thể bán nữa, để chi cho con mình được mạnh khỏe. Họ hạnh phúc khi con họ cười, họ vui khi con họ gì bình an, và họ mừng khi con họ gì là người gì trưởng thành. Thì họ sẵn sàng hy sinh tất cả, cha mẹ ai cũng vậy hết. Và cái điều mà họ ghét nhất, không thích nhất, đó là con mình bị gì đó, ngoài là gì đặc biệt nữa là con mình chết. Nhưng mà trong đó có điều tốt. Tốt như thế nào? Con chết mà là điều tốt. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam trong một lần, thì Nabi đã gặp người Sahaba đó, thì Nabi đã khuyên ông ta. Nabi mới hỏi ông ta, thì chúng ta nghe những người nào trong chúng ta đó có con mình nó mất khi tuổi nó chưa trưởng thành, nó còn nhỏ, mới 2-3 tuổi, hay là mới sinh ra mất, hay là nó 5-6 tuổi nó chết, thì chúng ta hay nghe đây những cái tin mừng. Đây là những cái tin mừng gửi cho những người đó, hay những ai tin tưởng như họ. Đây là tin mừng mà Nabi Sallam đã báo cho Sahaba này. Nabi Sallam mới nói, này người đàn ông, trước tiên thì ta xin gửi đến lời chia buồn đến với ông, và sau đó ta cho ông hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ông sẽ tiếp tục sống một đời còn lại đó, sẽ được con cái mình đùa giỡn, tức là Allah sẽ về cầu xin nó cho đứa con này nó sẽ sống trở lại để mà ông tiếp tục đùa giỡn với nó, giống như ông đã đùa giỡn lúc nó còn sống vậy, cho đến cuối cuộc đời của ông. Hay là ông muốn sau này ông lên thiên đàng đó, bất cứ cánh cửa nào của thiên đàng khi anh muốn vào thì nó sẽ chạy là người đầu tiên mở cửa cho anh đi vào. Ông muốn cái điều nào? Tức là gì? Nabi hứa rằng là ông ta sẽ được vào thiên đàng. Hai điều đó ông lựa cái điều nào? Cuộc đời, cả cuộc đời của ông sẽ được đùa giỡn bên con của mình cho đến ngày ông chết, hay là ông muốn lên thiên đàng, bất cứ cánh cửa nào khi ông muốn vào đó thì nó sẽ là người đầu tiên chạy lại mở cửa nó cho ba đi vào. Thì cái người đàn ông nó nói, thưa Nabi, con nói bởi tôi muốn cái điều kia, bởi tôi muốn cái điều mà con tôi nó sẽ chạy đến mở cửa tôi mà dẫn cửa. Thì Nabi nói ông sẽ được như thế. Thì đó là một sự kiên nhẫn, đó là một sự kiên nhẫn. Thì mất con một sự đau lòng. Có một cái hadith khác, khi mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho Malaika gúc hồn một người, một đứa con có một người đàn ông, thì Allah ta'ala mới hỏi Malaika rằng các ngươi đã gúc hồn một người đứa con của nô lệ của ta, vậy cho nó đã nói cái gì. Allah ta'ala không phải là không biết cái người đàn ông đã nói cái gì,
Allah thừa khả năng hiểu, tại Allah Sala biết hết tất cả mọi thứ không có gì trên đời này có thể giấu Allah Sala. Nhưng Allah vẫn hỏi, thì Malaika mới nói rằng lại Allah, khi mà tôi rút hồn con của nó thì nó đã nói Alhamdulillah. Hoặc là chúng ta là gì, một điều là gì hầu như chúng ta không thể nghe được khi chúng ta gặp cái nạn. Ông ta nói Alhamdulillah, thì Allah Subhanahu wa Taala mới nói nô lệ của ta nó đã cảm ơn ta. Thì các ngươi hãy xây cho nó một cái tòa lâu đài đặt tên là Alham. Xây cho cái người đàn ông đó đó một cái tòa lâu đài, đặt cái tên tòa lâu đài là gì? Alhamdu. Tòa lâu đài được đặt tên là Alhamdu. Đổi lại là gì? Tại vì ông ta đã mất một đứa con ở trần gian và ông ta đã kiên nhẫn nói được cái lời lẽ mà hầu như rất ít người nói được cái điều đó. Khi chúng ta gặp phải những cái điều đó chúng ta sẽ bực la la, chúng ta sẽ gào, chúng ta thét. Rất ít ai sẽ kiên nhẫn. Thì vậy khi mà gặp những cái điều đó thì chúng ta hãy kiên nhẫn. Thì đổi lại Allah Ta'ala cho chúng ta những cái hứa hẹn rất là đẹp nơi Allah Subhanahu Ta'ala. Ya Nabi, okay. Và các hadith khác do Nasai kể là có một người phụ nữ, bà ta đi đến gặp thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Thì bà ta mới nói thưa Rasul của Allah, bà ta đi đến gặp Nabi, bà ta dắt theo một đứa con nhỏ. Và bà ta mới nói thưa Rasul của Allah, tôi đã mất thế, tôi chính đôi ta, chính tôi đã chôn hết ba đứa con anh em của nó. Bây giờ nó đang bệnh nặng, tôi sợ rằng nó sẽ lấy người đứa thứ tư. Thì chúng ta hãy thấy người phụ nữ đó đau lòng đến cỡ nào. Chính ta mình chôn ba đứa con ruột và đứa con này đang bệnh nặng là bà ta sợ rằng nó sẽ chết. Bà ta muốn cầu xin rằng là gì? Cầu xin cho đến là bị nhờ rằng cầu xin cho nó sống thọ, cho nó khỏe bệnh sống thọ. Đừng để cho bà ta đau lòng thêm lần thứ tư nữa. Bà ta ý bà ta muốn vậy rằng là gì? Nabi hãy cầu xin nó ló cho nó hết bệnh. Chứ thôi đừng để cho thì tôi đau lòng thêm lần thứ tư nữa, ta ba lần đau lòng rồi. Con đã mất và chính ta tôi đã chôn nó. Rất là đau lòng, thì đó là điều người mẹ và người cha rất là khó chịu. Thì chúng ta nghe Nabi nói. Nabi nói cái gì về cái người phụ nữ? Thì đây là cái tin mừng kế tiếp dành cho những người nào đã mất con hay là gặp những cái chuyện không buồn hay không vui như vậy. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Laqad ihtadharti bi hidarin shadidin minan nar." Rằng gì? Nàng đó đã xây được một cái bức màn, một cái vách kiên cố dưới quan ngục. Rằng nàng đã xây được cái bức tường kiên cố dưới quan ngục. Tức rằng là gì, quả ngục sẽ không bao giờ đến được nàng. Tức là gì, ba đứa con đó đó nó chính là cái bức tường ngăn chặn cô với cái quả ngục. Cô sẽ không bao giờ gì bị chạm đến. Mà đó chứ gì, sẽ là thiên đàng là hướng cô sẽ đến. Mất con đổi là sẽ được thiên đàng. Nhưng với một điều kiện phải so bật, với một điều kiện phải kiên nhẫn. Và gì, không ơi, cái phần thưởng mà nó dành cho những người so bật đó đó, một cái phần thưởng vô giới hạn, không có giới hạn của nó. Bất cứ cái gì cũng có cái giới hạn của nó chứ. Nhưng mà các phần thưởng dành cho người kiên nhẫn, Allah hứa trong thiên kinh Quran của Ngài đó, không có giới hạn. Tức là sẽ ban theo ý của Ngài muốn, như thế nào Ngài muốn, không có quy định rõ ràng trước đó. Tùy theo cái khái, cái sự cái kiên nhẫn của cái gì của mọi người. Và một người đàn ông khác, ông ta đã mất có hai đứa con. Ông ta mới đến gặp Abu Hurairah. Sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: "Này Abu Hurairah, tôi biết rằng ông là sahabat của Nabi, là người truyền tải lời các hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bây giờ tôi đã mất hết hai đứa con trai. Tôi rất là đau lòng. Bây giờ tôi muốn ông hãy nói cho tôi một cái hadith mà Nabi đã nói để soi dịu cái lòng của tôi." Thì Abu Hurairah nói: "Được, ta sẽ nói cho ông nghe." Nói cho ông nghe một cái hadith mà Nabi Salam đã nói như thế. Thì chúng ta nghe, những đứa trẻ Muslim, những đứa trẻ chết còn nhỏ, chúng ta ai biết rằng là gì, trẻ em cho dù là Muslim hay là Kafir, chết trước khi trưởng thành thì nó là người của thiên đàng. Tại vì cái bằng chứng đó là Nabi Salam nói đấy, trẻ con được sanh ra trên cái fitrah, tức là sanh ra là nó là bẩm sinh tôn thọ Allah. Tại cha mẹ nó là người Do Thái hoặc là người Thiên Chúa hoặc là người thờ lửa, cho nên lôi kéo chúng chở đi cái tôn này, tại vì cái tôn giáo của cha mẹ chúng. Chứ thật
vốn chúng đó là người Muslim. Cho nên trẻ em khi chết trước khi trưởng thành, dù là con người Muslim hay con kafir, nó là người của thiên đàng. Trẻ em thôi nha, trẻ em mà gì, cho dù cha mẹ nó là kafir mà nó chết trước khi nó trưởng thành, chứ chết khi nó là một người lớn thì nó là người của thiên đàng. Tại vì Nabi nói nó vốn là người gì, là người tôn thọ Losala sau khi sanh rồi, tại cha mẹ nó cái lôi kéo nó, chứ không phải là gì lỗi của nó ban đầu. Rồi thì Nabi cái người gì, ông Abu Hurairah mới nói sigaruhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abah au abaway fa ya'khudhu bi thawbihi au bi yadihi kama ya'khudhu ana bi sanifati thawbik hadha fala yatanaha au kafaqala la yantahi hatta yudkhilahu Allahu abahu al jannah. Hadith này do Muslim ghi. Nabi nói là gì, ông Abu Hurairah, Nabi nói những đứa con đó, những đứa trẻ đó đó, những đứa trẻ mà nó chết trước khi nó trưởng thành đó, mà con của người Muslim thôi nha, cha mẹ chúng là người Muslim thôi, còn những người cha mẹ chúng là người kafir thì không có cái hình, không có hình ảnh này xảy ra. Chỉ có những người là cha mẹ là người Muslim, có con chết ở độ tuổi còn nhỏ trước khi trưởng thành đó, thì Nabi nói bọn chúng đó sẽ là những cái đứa trẻ nhỏ của thiên đàng, mà cái hình ảnh chúng ta thấy được khi mà chúng ta thấy thế giới động vật mà dưới biển á, khi mà cái nó quay về vấn đề một cái đàn cá, mà đàn cá một con cá mẹ với một đàn cá con á, thì chúng ta hay thấy hình ảnh đó khi nào, khi mà con cá mẹ quay đầu thì đàn con quay đầu, khi cái mẹ quay quay thì xe quay, cái mẹ đi lên thì nó đi lên đi xuống, tức là nó luôn bám dính cha mẹ nó không rời. Thì Nabi nói gì, những đứa trẻ đó sau ngày kỳ gia mạch á, nó khi nó gặp được cha nó hoặc được cha mẹ của nó là người Muslim thì nó sẽ chạy đến nắm giặt áo, nó sẽ nắm giặt áo thế này. Ông Abu Hurairah nói là gì, đứa con nó sẽ chạy lại nắm giặt áo của cha mẹ nó, hoặc là nắm tay cha mẹ nó, nắm dính không buông, giống như tôi nắm giặt áo của ông vậy. Thì Abu Hurairah miêu tả rằng là gì, ông ta nắm cái giặt áo của cái người sahaba, cái người đến hỏi đó, rằng nó sẽ không bao giờ buông, nó sẽ không bao giờ buông, cho dù cha nó có tội như thế nào đó, nó sẽ nài nỉ Allah subhanahu wa ta'ala cho đến khi Allah hài lòng cho cha nó, mẹ nó vào thiên đàng cùng vậy nó. Subhanallah, subhanallah. Thì gì, nhưng đổi lại được cần phải sabr, sabr kiên nhẫn, thì nó sẽ bám lấy cái giặt áo của cha mẹ nó không bao giờ rời, hay hoặc là nó sẽ nắm tay cha mẹ nó không bao giờ rời, cho đến khi Allah hài lòng cho cha mẹ nó đi vào thiên đàng cùng như nó. Tại nó là người, là người của thiên đàng, không phải là người quả ngục, dưới một điều kiện cha mẹ phải là người Muslim, dưới một điều kiện cha mẹ là người Muslim. Thì đây là một cái tin mừng, một cái tin mừng. Đây, và cho một lần nữa, đây là cái tin mừng khác gửi cho những người bị bệnh. Thì bệnh hoạn là một điều không may tránh khỏi. Allah Ta'ala đấng thì biết khi nào chúng ta sẽ bệnh. Thì một lần Nabi sallallahu alaihi wasallam đi đến gặp một vị gặp một người đàn ông, thì ông ta bị bệnh nặng, ông ta bị bệnh nặng, thì Nabi sallam bước vào mới nói abshir, báo tin mừng cho ông, ông ta đang bệnh nặng mà Nabi nói báo tin mừng cho ông rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã phán in fa inna Allah yakun hiya nari usallituha ala 'abdi al-muznib li takuna haddahu minan nar. Thì những người bị bệnh nghe được cái hadith này thì đây là tin mừng. Chúng ta đừng tưởng chúng ta bị bệnh á là Allah ghét chúng ta nên cho chúng ta bệnh, không phải. Chúng ta đừng tưởng vậy, mà hãy nghĩ về cái mặt khác. Chúng ta bị bệnh đó là điều Allah ta là thương chúng ta. Thương như thế nào? Tại này bị nói rằng gì, xin báo tin mừng cho anh rằng Allah subhanahu wa ta'ala phán. Thì đây là hadith kursi, đây là hadith kursi chứ không phải là lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Đây là Allah phán xuống rằng á, cái bệnh đó đó chính là lửa của quả ngục, mà ta đã biến nó lại ở trần gian này chùm lên cái nô lệ của ta, và vào ngày kia mà ta không chuyện gì nó nữa. Subhanallah. Khi mà chúng ta bị bệnh á, bệnh bất cứ bệnh gì, bất cứ bệnh gì, chúng ta hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đang rửa tội cho chúng ta đó. Allah đang rửa tội chúng ta đó. Nếu như để lựa chọn, nếu như chúng ta có lựa chọn, chúng ta sẽ lựa chọn bị bệnh ở trần gian. Nếu như có lựa chọn, rằng á, Allah nói rằng gì, đó chính là lửa của quả ngục, rằng sao ta sẽ trừng trị nó vào ngày sau đó, nhưng mà ta sẽ chùm lên nó ở trần gian này bằng cách bị bệnh để mà xóa tội cho nó. Subhanallah.
ngày sau không còn đủ cái lửa nữa. Thì ngày sau Allah sẽ là gì? Sẽ xóa đi cái đó. Thì chúng ta thấy có những hình ảnh như thế này. Có những người bị bệnh nằm một cái liệt giường hay chẳng hạn, trước khi họ chết nửa tháng, một tháng, chúng ta có một số người là chợt nghĩ rằng chắc có lẽ nó tội nhiều lắm á, nó ác lắm, ngày xưa nó sống như thế nào đó, bây giờ nó mới như vậy. Chúng ta đừng có ngỡ ngỡ như vậy. Ngược lại, những người nào mà chết bất tử, tức là đang đi trên đường bị xe đụng chết hay bị một cái tai nạn mà chết liền không có cơ hội, đó là những người không có cơ hội nên lost star. Tại vì chúng ta chết đột ngột, chúng ta không kịp tâu vịt. Chúng ta đang lái xe, chúng ta không ngờ rằng chúng ta sẽ chết. Nhưng ầm tai nạn chúng ta chết. Ngày hôm qua chúng ta làm một cái điều gì chủ xa tội lỗi, chúng ta chưa kịp tâu vịt. Ngày hôm nay chúng ta lại chết thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng ngược lại, những người nằm trên giường bệnh một tháng hay là nửa tháng, họ sẽ suy nghĩ là ngày xưa mình như thế này, thì họ sẽ cầu xin Allah Ta'ala tha thứ, có cơ hội sám hối. Những người bị bệnh họ gần với Allah hơn những người khỏe. Những người bị bệnh họ có cơ hội gần với Allah hơn những người khỏe. Tại sao? Tại vì khi họ bệnh họ sợ rằng mình sẽ chết, thì họ sẽ cố gắng tâu bạch, họ sẽ cố gắng sám hối, muốn trở về với Allah. Còn những người khỏe thì những dân mình còn khỏe mà, từ từ đó, ngày mai đó, hay là sáng năm đó, hay là mà trì xong cái đó, hay như thế này kia hay tâu bạch, thì những người bị bệnh họ có cơ hội gần Allah Subhanahu wa ta'ala nhiều hơn. Thì hãy biết rằng đó là điều tốt đối với chúng ta. Có một gia đình Sahaba, người đàn ông đó tên là Abdullah bin Abdul Asad Al-Bakhzami, được cái biệt danh là Abu Salama. Thì cái người Sahaba này tin rằng chúng ta thì ít nhiều cũng đã nghe đến cái người này, Abu Salama. Vợ của ông ta được gọi là Ummu Salama, và ta tên là Hind bin Abu Abi Ubay. Thì bà ta đó, chồng của bà ta là một người rất là ngoan đạo, là cái người là gia đình đầu tiên Hijrah, di cư từ Mecca đến Madina. Ông ta đã hy sinh vợ, hy sinh gia đình mình vì Allah Subhanahu wa ta'ala, vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam, là một người rất là rộng lượng, là một người rất là gan dạ, là một người rất là gì có tính về Islam, giúp đỡ mọi người. Thì khi chồng của bà ta mất á, khi chồng của bà ta mất thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới đến nói với bà ta, mới nói này Ummu Salama, bất cứ một người Muslim nào khi gặp phải cái tai ương á, thì nói rằng là gì, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni musibati wa khluf li khairan minha, thì Allah Ta'ala sẽ cho cái điều khác tốt hơn cho họ. Thì cái bà Ummu Salama bà ta kể, khi chồng tôi, tức là Abu Salama mất á, tôi đã nói lên cái câu dua đó, và tôi nghĩ trong lòng mình á, tôi nói rằng trên đời này không có người đàn ông nào bằng Abu Salama. Anh nói rằng là trên đời này không có ai bằng chồng của mình hết, bà ta nói vậy. Tại vì chồng của ta rất là gương mẫu, là một người thương vợ, thương con, biết lo lắng gia đình, là người jihad, là một người rất rộng lượng, giúp đỡ mọi người. Bà ta nói trên đời này không ai bằng chồng tôi hết. Người ta nói ai sẽ tốt hơn chồng mình để cưới mình. Bà ta không nghĩ. Thì Abu Bakr đã đến hỏi bà ta, Abu Bakr tốt hơn chồng bà ta, nhưng bà ta đã không đồng ý. Umar đã đến hỏi bà ta, tức là sau khi chồng bà ta qua đời, bà ta đã hết thời gian ở cử đó, thì Umar cũng đã đến hỏi bà ta cũng không đồng ý. Tại bà ta nói không ai bằng chồng bà ta. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala cho một người tốt nhất trên đời này đến hỏi cưới bà ta. Đó chính là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Khi Nabi đến hỏi cưới bà ta nói rằng là gì? Bà ta không ngờ rằng Nabi là sẽ hỏi cưới bà ta. Tại bà ta nói rằng là không có ai tốt hơn chồng bà ta nữa. Thì Allah đã cho một người khác tốt hơn chồng bà ta rất là nhiều lần là hơn tất cả. Đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam, và bà ta đã trở thành vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Đó là câu chuyện của thời Sahaba. Bây giờ chúng ta nghe chuyện thời hiện tại này nè. Có một người đàn ông lục nam, ông ta người Ả Rập, một vị thương gia rất là giàu. Ông ta đăng ký một chuyến máy bay đi làm ăn, ký hợp đồng á. Thì ở sân bay á, nó có hai cái hàng xếp hàng. Thì ông ta là một người thương gia, thì ông ta đầu tiên xếp hàng vô cái vị trí của hàng thương gia.
Thì ông ta đi vào đến cái chỗ đó, đưa cái giấy máy bay, thì cái người đó, cái người nhân viên mới nói: ông không phải ở đây, ông là bên kia kìa. Thì ông mới đi ra, ông mới đứng cái lại cái hàng bên đây, thì cái hàng rất là dài, ông đứng ở phía sau. Khi ông đi đến cái chỗ của cái người nhân viên mà cái người nhân viên bên đây chỉ, thì người nhân viên bên đây mới nói: chỗ ông không phải là chỗ này, ông bên kia kìa. Thì ông ta cũng nín. Thì ông ta đi lại bên đây, ông đi lên đây, cái ông ta đưa cái giấy vô lại cái người nữ nhân viên đầu tiên mà nói rằng chỉ bên kia. Cái người nữ nhân viên này quát ông ta bên đây: nãy giờ ông ở đâu? Ta đóng cửa hết rồi, xe ông còn gì trễ ra ông mới đến lại. Thì ông ta mới bực, ông ta mới nói: chính cô là người kêu tôi qua bên kia, tôi xếp hàng giờ kêu bên kia kêu tôi qua đây, giờ cô nói tôi này tướng đâu? Thì cái lúc này thì máy bay hết hạ, hết thời gian để mà làm giấy tờ để lên máy bay, đóng cửa. Thì ông ta mới nói: cô hãy giúp tôi. Ông ta bước, ông ta la làng lên. Thì cái trưởng nhóm lợi cũng không giải quyết được, tại vì đã hết giờ không cho máy bay lên, không cho người lên máy bay nữa. Thì ông ta mới nói: mọi người có biết hay không, cái hợp đồng tôi sẽ hợp đồng ký đó là 10 triệu đô la. Các người đã làm mất tôi hợp đồng hết 10 triệu đô la, mất số tiền tôi rất là lớn. Các người vào tụi ông ta la quát đến tất cả mọi người trên sân bay bu quên lại coi ông ta. Thì lúc đó có một ông già đi đến mới vỗ vai ông ta, mới nói: này cậu, e rằng đó là điều tốt đối với cậu. Thì ông ta bực nói: tốt gì mà tốt, tôi mất hết 10 triệu đô la mà ông già nói tốt chỗ nào? Thì ông già nói sao, cái ông già đã quay đi. Thì subhanallah, chỉ 15 phút, đúng 15 phút, đúng 15 phút kể từ khi chiếc máy bay đó cất cánh khỏi sân bay, nhận được tin máy bay đó rơi và nổ, tất cả mọi người trên máy bay đều chết. Và khi được nhận cái tin đó, cái người đàn ông đó đã quỳ lại Allah subhanahu wa ta'ala tạ ơn Ngài. Thì cái ông già khi nãy mới đến nói: này cậu, bây giờ là nó có tốt hay là không tốt? Thì ông nói: tốt, thật sự là tốt, thật sự là tốt. 10 triệu đô la nó không bằng cái mạng của tôi. Thì chúng ta thấy số tiền không phải là nhỏ, tới 10 triệu đô la. Nhưng mà đổi được gì, ông ta Allah muốn cho ông ta trễ cái chuyến bay đó để giữ cái mạng của ông ta. Nếu như ông ta đi trên chuyến bay đó thì chúng ta như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là gì, bất cứ cái gì, bất cứ cái gì nó xảy ra thì chúng ta hãy nghĩ về cái mặt tích cực của nó, và chúng ta hãy luôn miệng nói rằng inshallah đó là điều tốt, đó là điều tốt, tốt cho chúng ta. Rồi rồi chúng ta thêm một câu chuyện nữa, chúng ta kết thúc inshallah. Thì 9 giờ chúng ta nghỉ inshallah. Thì câu chuyện này nó cũng xảy ra cái thời đại của chúng ta, ngay hiện đại của chúng ta. Đó là một người phụ nữ, xảy ra ở bên nước Ai Cập, do Sheikh Muhammad Hassan ông ta kể. Và câu chuyện này nó không xảy ra xa giờ mà xảy ra thời đại chúng ta đang sống này nè. Và cái người phụ nữ đó vẫn còn đang sống, và người phụ nữ bên Ai Cập kể rằng, Sheikh kể rằng á, chồng của cái người phụ nữ đó đi lao động bên, đi lao động nước ngoài, gia đình rất là khó khăn, rất là nghèo. Thì chồng lao động bên ngoài với thời gian là 2-3 năm mới về, và không thể gửi tiền về nhà thường xuyên trong thời gian đi làm đó. Trong nhà là nghèo, là rất là khó, nghèo như là không còn cái gì nữa để, không còn tiền nữa, không còn cái gì trong nhà nữa để mà mua ba bán được nữa. Thì con lại bệnh, con lại bệnh nặng, bị sốt, sốt cao. Thì cái người phụ nữ này không còn gì nữa để mà bán, để mà đem tiền đem con vô bệnh viện, không dám đem vô bệnh viện thì không có tiền nữa. Trong nhà thì sống cùng với cha. Thì cái người phụ nữ này rất là sợ, con thì là sốt cao mà mình lại không có tiền, không biết kêu ai giúp đỡ. Thì người phụ nữ này chỉ có mỗi việc đó là xin men hành lễ solat. Cô ta đứng hành lễ solat 2 rak'at, sau đó cô ta thay tấm khăn khác cho con mình, đắp tấm khăn lên thì nhúng nó mướt thì đắp lên trán, và xin men hành lễ solat 2 rak'at nữa, sau đó thay tấm khăn khác, cứ như thế cho đến 1 giờ 12 giờ đêm hay là 1 giờ đêm, đến khoảng thời gian rất là khuya, giữa khuya. Thì nghe cái tiếng gõ cửa ở bên ngoài, thì cô ta giật mình, ai gõ cửa giờ lúc này? Thì lúc này cha cô ta mới đi ra mở cửa, thì cô ta đội khăn và đi ra ngoài, đi cha mình đi sau lưng cha. Thì cha mở cửa thì đó, cái người đó nói assalamu alaikum, đâu rồi, người bệnh đâu rồi? Thì đó chính là bác sĩ. Thì cô ta cũng ngực mình, cũng không biết là ai là người kêu bác sĩ, và bác sĩ tại sao lại biết trong nhà có người bệnh. Thì cô ta nói có bác sĩ, rất là mừng, nói kìa kìa, người bệnh ở trong.
Thì các bác sĩ chạy thẳng vào cái đứa trẻ bệnh đó, và bác sĩ khám xuống, bác sĩ đi ra cái toa thuốc, bác sĩ đi ra ngoài để bác sĩ đi về nhà lấy thuốc. Thì ra ngoài, bác sĩ đứng ở ngoài cửa, và cha cô ta với cô ta ngại không dám đóng cửa, tại bác sĩ còn đang đứng ngoài cửa, mà đóng cửa thì nó mất lịch sự, thì cô ta đứng. Còn bác sĩ đứng để chờ vậy, đưa tiền để bác sĩ đi về nhà lấy thuốc. Thì bác sĩ nói giờ này khuya rồi, nhanh lên. Thì cái người đó nói xin hỏi có chuyện gì? Nói đưa tiền chứ, nửa khuya nửa mờ mờ về, 1-2 giờ mà cô cái điện kêu tôi đến đây, và chứ lẽ kêu tôi đi về không? Thì đưa tiền, nói xin lỗi bác sĩ, tôi không có điện. Nói vì cô không điện ai điện? Đây là cái số điện thoại, cái địa chỉ nhà. Thì bác sĩ móc cái địa chỉ nhà ra. Thì cái người phụ nữ đó nói dạ bác sĩ, cái địa chỉ này nhà kế bên. Hà là lật. Trong nhà không có điện thoại để điện luôn. Và cái địa chỉ đó không phải là nhà của cô ta, mà địa chỉ đó là nhà kế bên. Thì cái người bác sĩ này mới nói subhanallah, chuyện này là gì, không thể xảy ra được. Tại sao gì lộn như thế này? Thì ông ta mới nói được rồi, tôi sẽ giúp đứa trẻ này trong đêm này. Thì ông bác sĩ về nhà lấy thuốc, sau đó đến. Và đó mới hỏi cái câu chuyện về cái gia đình. Thì cái người phụ nữ này mới kể về cái hoàn cảnh của mình, là chồng đi xa và cái gì vậy. Thì bác sĩ nghe bác sĩ khóc. Thì nó subhanallah, chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới là đứng vào nửa khuya mới kéo cổ tôi đến đây để cứu đứa trẻ này. Bác sĩ đã gì nửa khuya, phải gì từ nhà mình lái xe đến nhà gõ cửa và đi vào chăm sóc bệnh và phải đi về. Và bác sĩ nói rằng là gì, kể từ nay mỗi một tháng tôi sẽ chu cấp cho cô và gia đình của cô số tiền đủ sống cho một tháng cho đến khi nào chồng cô về. Mà là chúng ta thấy nếu như những người không có iman nữa, Allah subhanahu wa ta'ala trong trường hợp đó thì họ sẽ làm những cái hành động nào đó khác, chứ không phải như cái người phụ nữ đó. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, chỉ có nơi con tim treo nơi Allah thì mới thấy được cái kết quả của mình. Còn nếu như chúng ta treo ngoài Allah subhanahu wa ta'ala thì kết quả chắc chắn nó không được gì. Gia đình không tiền, không có điện thoại, nhưng mà cuối cùng con lại hết bệnh và được tiền tháng hàng tháng, được bác sĩ đó chu cấp cho đến khi chồng trở về. Sau khi chồng cô ta về, cô ta đã kể lại cho chồng nghe, và chồng, chính cô ta và chồng cô ta đã đến cảm ơn cái vị bác sĩ đó. Thì subhanallah, chúng ta thấy chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết hết cái hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta có đau, chúng ta có bệnh, chúng ta có khó khăn, chúng ta có buồn lầm, chúng ta có bực tức, chúng ta hãy nhớ rằng cái nơi mà nhận hết tất cả cái lời tâm sự chúng ta chính là Allah subhanahu wa ta'ala. Và ban đêm cầu xin Ngài. Thì đó là những gì muốn gửi đến chúng ta đêm hôm nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu alaihi wa sallam.